mèo vợ cái, ôm mèo vợ cái, ôm mèo cái. Rồi bước ra luôn. Bé gái cho này con bé gái. Đưa lên. Cầm bông với vợ luôn á. Rồi rồi. Rồi đi ra luôn, đi ra luôn, đi ra luôn. Đi đến đây để đảm để làm lễ tân hôn cho hai cháu ngày hôm nay thì nhưng mà cái bước là cái này mời ông bà chuyển tiền như là chính là ông nội bà nội của là chú rể, chúc mời ông nội bà nội chú rể là lên mời dùng rượu của hai cháu bác hai ngọc. Ok, kế đó là bà nội cô Dượng Tư Hòa. Cô Dượng Tư Hòa mời cô Dượng lên uống rượu hai cháu. Nhìn cái đây con rồi. Cô Dượng Tư Hòa mời cô Dượng Tư Hòa lên là uống rượu hai cháu. Rồi cầm đi rượu con rồi nhìn cái em con rồi nhìn cái em con nát rồi ai nhìn cái ống kính của con nè. Rồi cười lên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em con cái gì vậy? Dạ đây con này vậy được ha. Nhưng mà để chứng kiến thì là hai ông sư với cha mà cha với cha hai ông bà cha rồi cầm đi rượu quay đây em con luôn hả? Rồi cười lên đi. Mạnh lên. Chú nhìn ra đây em con cái. Rồi. Rồi. Rồi nhìn ra đây rồi chú ơi. Rồi cầm đi. Rồi nhìn em con thấy rồi. Cười lên rồi cái. Rồi ai. Rồi đẹp. Anh chị ba hội viên ở Tony, Tony có gửi quà không được đến thì có gửi quà anh chị ba hội viên ở Tony Úc rồi chuẩn bị là kế tiếp là anh chị Tư Bình Bình Phương á, chị mời uống là rượu hai em. Cười lên cái ơi. Ai. Coi thử à, bữa nay coi chai đi. Thank you.
Đi kể cái gì vậy? Đi kể cái gì vậy? Mời lên mình. Mình đứng qua bên tiếng Anh giùm em mình. Tầm bệnh như tầm ba làm lễ. Mình không. Anh đứng qua bên tiếng Anh giùm em. Tôi cứ mời anh chị Út Tùng, Út Tùng Trang á. Út Tùng với Trang mời chị Diễm mời luôn. Chị đứng sát cho chụp hình luôn. Anh nhìn em là đúng nhìn máy quay. Cứ càng xuống chút anh mình. Cứ càng nhẹ xuống thôi. Rồi đây. Rồi. Nội thì chuẩn bị là chị hai cho Na với anh ba cha. Hay là khỏi càng nhìn. Anh hai là chị hai Na. Na hai á. Anh ba rồi hai chị ơi, nhìn ra đây giùm em hai chị ơi. Rồi làm kiểu đẹp hai chị hai anh ba cha để hỏi mời lên uống rượu nữa anh hát chụp hình rồi nhìn thấy anh tiếng Anh cửa đúng không em. Rồi hai rồi anh chị ơi nhìn uống xong nhìn ra đây mình rồi lên em anh chị ơi rồi mình có muốn là mời chị sai với anh Đúc bên nội á chị sai với anh Đúc kế tiếp đó là mời chị Túc với anh Út Nghị bên nội á. Chị ơi, kế tiếp là mời anh chị Tiêu Kiều. Rồi nhìn đây anh chị ơi. Tiêu Kiều, chị người. Anh chị Tư Kiều, chị Nam Quỳnh. Thì trước hết hôm nay thì chúng ta với bà ba cũng có dùng chưa món quà nhỏ nhỏ đây chỉ là một phần để mà cho hai cháu để mà làm dối thay thở về cái cuộc sống tương lai làm sao thì gia đình thì những ba cô thì ba cũng xin chúc hai cháu luôn luôn hạnh phúc suốt đời vĩnh viễn là vĩnh định là có là suốt đời tóc bạc thăng long. À, cuối cùng xin chúc ta hai họ được vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kế tiếp thì mời anh chị hai thành thành Hiền á, anh chị Tôn Phượng. Rồi quay qua đây nha, quay qua đây chụp hình luôn. Rồi quay đây nhìn qua em. Để cho
Tú Phượng rồi anh chị Năm Thu Sương. Tôi là người họ
thủ hôn nghe mình nghe thấy. Tôi xin chúc lời chúc trước tiên là chúc cho con tôi 100 năm già hạnh phúc. Lễ là cái lễ thành hôn của hai gia đình. Chưa. Là hôm nay là đã có lễ xếp đặt cho hai trẻ như vậy, Tuấn Anh với Ngọc Điệp hôm nay đã thành công tốt đẹp. Tôi không biết nói gì hơn, trước mắt là xin cảm ơn hai họ cùng quý gia đình và quý thuộc đã tạo mọi sự điều kiện là long trọng hôm nay đến dự đầy đủ và chúc cho là cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chứ có gì hơn nhưng vì đó là năm sắp hết Tết đến thì trước nhất là xin chúc hai cháu như đệ dồi dào sức khỏe trăm năm hạnh phúc. Sau nẻo là chúc hai họ như đệ là mình là mang pháp đại là phát tài là luôn luôn dạy bảo con cháu để là như đệ theo sự tin tưởng của mình. Cuối cùng xin là mời là họ nhà đó cũng là những buổi tiệc đó là thay mặt cùng gia đình nữa là đối với trung quy cũng tôi cuối cùng là xin lỗi. Dạ. Má gái nhìn ông tính con. Rồi hai. Rồi. Hai xuôi cùng ly nhau, hai xuôi cùng ly nhau. Rồi rồi đi vô luôn, đi vô luôn. Tôi rất cảm ơn là cảm ơn. Alo, anh Thu Tha bên Tịnh Hiền đi khi ông bà bạn ở bên trong cấp đặt ở cùng chào hay hay thơ mình cô sẽ có hỏi hay thì hay sẽ bắt đứt tuy nhiên tất cả các bạn kỳ máu chỉ muốn được cô xa thì ông hãy để khi ông xôn bộ bò tình chất tân sẽ mặc mực như I'm gonna make you mine.
tình tâm rồi quân vui một tình lặng cuốn rồi chỉ được người bỏ hôn ngày 22 tháng 1 năm 2016 tức là ngày 13 tháng 12 năm âm lịch lúc cũng là ngày thành hôn của Tướng Anh và Ngọc Điệp, và tiếp tục chương trình xin mời cha mẹ của chú rể Tướng Anh. Nghệ Tuấn Anh xin mời ông Danh Vọt và bà Hóa Thị Dầu. Vâng, và tiếp theo xin mời cha mẹ cô dâu đó là bà ông Trần Thanh Hồng và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai bước lên sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý vị, yêu và được yêu một sự huy lực của nhân loại chúng ta, và những tình cảm của Tuấn Anh đã dành cho Ngọc Điệp ngày hôm nay đã được kết nên lời là một lễ thành hôn cũng trang trọng. Vâng, và cũng xin mời đôi duyên ương của chúng ta đó là Ngọc Điệp và Tuấn Anh. Chúc cho hai cháu trong năm hạnh phúc, đó là vấn đề rất là tốt đẹp cho hai cháu.
sau để ở như này hai gia đình và có hai họ hai bên có sự chứng kiến và cô bác sông Riền. Đây đó là một cái giấy tấm lòng gia đình như này thân ái đối với gia đình là Dưỡng Úc Dũng. Nhưng bản thân tôi cũng đại diện cho như này thân tập thì tôi xin một là xin cảm ơn quý gia đình hai nữa và xin cảm ơn là hai dân tộc hai gia đình của đàn trai và đàn gái được cho là như này năm Tết cho là sắp hết để chúc mừng là năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe, chúc hai cháu như này là trăm năm hạnh phúc và được hưởng nhiều hạnh phúc và theo được sự cho là chúc của này hai họ hai bên. Cuối cùng xin mời cô bác dùng một cái tên thân mật và không say không về xin hết. Xin cảm ơn chú ba, vâng và cũng cảm ơn cha mẹ cô dâu và chú rể. Vâng và tiếp tục chương trình xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ bước lên phần các bánh kem ạ. Vâng tay quân giữa núi chúng đừng đừng uống mặn xin đừng quên nhau bánh này bánh nghĩa bánh tùng bánh lòng son sắt giữa mình và ta để là cho chúng ta biết là tình cảm vợ chồng thơm ngọt. Vâng rồi mà xin mời chú chúng ta cái vui lâu ạ. Vâng quý vị hãy cho một tràng vỗ tay lớn đi ạ. Vâng và tiếp theo xin mời cô dâu chúng ta cái ghế ạ. Lòng đã say, đất là chén rượu cay. Anh xin uống cạn để say suốt đời. Quý vị, rượu là điểm nhiệt cháy và áo anh của tình yêu. Sự khát vọng của cô đơn và những dòng rượu đang chảy đều vượt quý nhân ngọt nước và mặt ngọt ước thể tới cho tình yêu và tươi thắm mặt ngọt để tôi được cái hương vị cho cuộc sống mai sau. Chim liếu lo hót trên cành tre, dù nắng hay mưa có nhau trong đường.
lòng yêu mến quê hương. Có cây cao hiến thân cho dây trầu leo nhân thế nói theo. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng,
bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn chị chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xui giờ đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một, hai, ba, vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga,
lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Hạnh phúc chào cô dâu xinh.